nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy khóc thương em trai đột ngột qua đời. Sáng ngày 10 tháng 4, nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy có mặt tại nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương khóc thương nhạc sĩ Thanh Liêm, em ruột vừa qua đời. Nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết nhạc sĩ Thanh Liêm rất hiền lành, từ nhỏ đã yêu thích đờn ca tài tử. Khi bà đi theo gánh hát thì em trai cũng bắt đầu học đàn. Nhạc sĩ Thanh Liêm đàn được nhiều loại nhạc cụ. Sau này ông được bầu show công ty Kim Chung tuyển vào ban nhạc, đi diễn khắp nơi. Ban đầu thì đàn sớm, sau này ông chuyên guitar và trở thành nhạc sĩ đàn chính trong ban nhạc. Nghệ sĩ kể, nhạc sĩ Thanh Liêm phát hiện mình mắc bệnh trong một lần té ngã, phải nhờ vào bệnh viện điều trị, lúc này ung thư phổi đã di căn sang gan. Nhạc sĩ Thanh Liêm tên thật là Dương Thanh Liêm, từ lúc từ trần, hưởng thọ 72 tuổi, ông có một người con trai. Nhạc sĩ Thanh Liêm gắn bó với ban nhạc Thái An và nhóm nghệ sĩ nhân dân Minh Vương, ông đã tham gia các dàn nhạc cổ của sân khấu Kim Chung và nhiều hãng băng đĩa tại Sài Gòn. Thanh Liêm trải qua thời sân khấu cải lương Hoàng Kim, anh tham gia nhiều với việc thu âm audio và video. Anh sử dụng được nhiều nhạc cụ nhưng nổi tiếng nhất là cây đàn sến. Rất nhiều nghệ sĩ sân khấu cải lương đến viếng, gửi lãng hoa chia buồn cùng gia đình nghệ sĩ Lệ Thủy. Nghệ sĩ Phượng Liên, Tuấn Châu, Ngọc Đáng, Cẩm Thu, Philip cũng gửi lời chia buồn và phúc chiếu. Nghệ sĩ Bạch Tuyết đang quay phim ở xa đã gọi điện thoại về chia buồn và gửi lãng hoa viếng người nhạc sĩ tài hoa. Nghệ sĩ Thủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đồng nghiệp, từ nay hết còn thấy cảnh em đàn chị hát nữa rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ tin tức mới.